Chào toàn thể quý vị khán giả thân mến của DVH Audio nha. Để nói là cái model D1210 hay là tiền thân Lightray cong cánh chim là một cái mẫu được khách hàng ưa chuộng nhất tại DVH Audio. Mẫu này thì đã trường tồn với bên mình khoảng độ hơn 4 năm, gần 5 năm rồi quý vị ạ. Và chuẩn bị vào mùa cưới nên là bên mình vẫn tiếp tục nhận đơn hàng của các bổ xô đây. Anh em DVH hôm nay lắp rất là nhiều. Này lắp 20 cặp liền, 40 chiếc, 20 cặp liền. Đây. Đang trong cái các cái khâu lắp cuối cùng này. Các bạn đến lắp bát lắp tép rồi. Bạn dành cho tôi cái bát kia để cho khán giả xem qua cái bát luôn. Nói chung là bên mình thì luôn luôn rõ ràng minh bạch về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nhá. Toàn bộ phụ kiện thì đều nhập Trung Quốc hết và người Việt Nam mình đóng mỗi cái thùng thôi. Và đây và cái một cái công đoạn rất là quan trọng trong cái khâu sản xuất. Tức là khi mà anh em lắp ráp xong ấy, trước khi lắp lưới này là sẽ đều kiểm tra phây và đáp tuyến. Mình sẽ đều đo RTA hết để kiểm tra, để đảm bảo từng chiếc loa đấy, từng chiếc loa xuất ra thị trường nó đều ổn định nhất, ok nhất quý vị nhé. Đây mình cho quý vị xem luôn cái bát tép ở ngoài kia. Ngoài kia anh em vừa mới lắp tép xong. Đây cho xem bát này. Cái bát này là phây lích nhỉ. Đấy, đến với bên mình luôn luôn rõ ràng minh bạch về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Con bát này thì 2 tầng cô 100 thì siêu mạnh luôn. Mẫu này thì đồng mảnh của mình rất là nhiều rồi. Đây ok, bạn quay cái đít bát đây cho khán giả xem. Đấy, bụng vào vào. Cái bát này nó là 2 tầng cô 100 nhá. Siêu mạnh luôn, đánh bất tử luôn anh em nhá. Đánh bất tử luôn nên là rất là đảm bảo. Anh em đánh cường độ cao, làm những cái show ngoài trời hoặc là vã DJ các thứ, chơi những cái dòng bát như này thì siêu mạnh luôn các bạn. Siêu mạnh luôn, 2 cái côn 100 dây nhôm dẹt mà. Một cái côn 100 đánh nó đã bất tử rồi. Con này còn 2 tầng côn 100, siêu mạnh luôn nha, đánh bất tử luôn. Đây bên này là hậu loa, cái này là anh em đang chuẩn bị hàn cái hậu loa vào đây đây. Đây bên này mình làm miếng thông số và D1210 này, tiền thân là dây cong cánh chim. Về sau này thì đã được nâng cấp rất là nhiều. Nâng cấp rất là nhiều nên là đáp tuyến nó đẹp, dễ làm. Và anh em đi làm lời ca tiếng hát nó rất là ngon lành, rất là ngon lành nhá. Đây này, đây cái khâu đo đáp tuyến này là một cái khâu vô cùng quan trọng trong cái khâu sản xuất của bên mình. À, cho anh em ngắm qua cái nước sơn này. Cái nước sơn đã được cải thiện rất là nhiều sau bao nhiêu năm. Và phải nói là cái model này nó chứng kiến cái sự hình thành và phát triển của DVH các bạn. Đấy, model này nó đồng hành của mình rất là lâu nên là được cải tiến rất là nhiều này. Làm hậu loa bằng nhôm này, siêu đẹp luôn. Một bên hậu nhôm, một bên là miếng thông số đây nhá. Ra đây cho anh em xem qua cái đáp tuyến của loa. Đáp tuyến của loa thì siêu đẹp luôn. Đây đây, phải chuẩn bị sẵn, để sẵn một cái tủ máy. Đây là ở trong nhà mình, có xưởng của mình ở ngoài kia. Thì để cho các bác xem. Đây nha, on tinh noi luôn. Đây. Đây. Đây là đáp tuyến của một chiếc loa đo tại 1 mét nha. Kia, một chiếc loa kia. Đáp tuyến của một chiếc loa đo tại 1 mét các bác nhá. Đây. Đáp tuyến như này thì cực kỳ dễ làm rồi. Đây, nhìn cái phần chung, phần tép này nó đi lên rất là đều, cực kỳ dễ làm nha. Và cái phần tép này tại sao nó phải nhô cao lên, đánh ra ngoài trời ấy, tép nó bị suy hao nhiều hơn bát nhé. Chắc chắn là tép, tất cả các live array tép nó đều phải đi lên chứ. Anh em mà làm live array mà cái đáp tuyến nó đi ngang như này là thua này. Đấy, khi mà mình trồng 3, trồng 4 lên là tép nó sẽ bị sụt. Tép bao giờ cũng phải cho nó phải cao hơn bát thì khi ra ngoài trời nó mới ok được. Nó đỡ bị suy hao nhiều này, đánh lên đến 17,5 kg rồi. 17,47, thực ra là nó chạm đến 20 kg luôn nhá. Nhưng mà chỗ này nó bị suy hao nhiều, không cần tính luôn. Để tính ở cái ngưỡng 0 dB rồi. Đó. Hơn 17 kg như vậy là rất là an tâm rồi. Đó. Nói là với cái đáp tuyến như này thì quá đỗi là ok rồi. Anh em mà setup qua đổi màu cho Hiếu cái này đi. Với cái đáp tuyến như này thì anh em đi làm thì cực kỳ dễ setup nhá. Cực kỳ dễ setup luôn, cho sang màu vàng và màu xanh cho dễ nhìn. Màu cam cũng là một cái màu khá là dễ nhìn. Đây, anh em nhìn cái đáp tuyến và nhìn cái phây. Đáp tuyến như này là cực kỳ là ok, cực kỳ là dễ làm rồi các bạn nhé. Đấy, mình nhờ với cái loa này thì mình hay cắt cốt nó khoảng 100 hoặc 105 Hz thì đấy, đâu đấy nó ở đây này. Đây, ở chỗ này này. Nhưng mình đừng cắt sâu quá thì màng loa nó sẽ bị rung nhiều nhá, nó bùng.
đấy, cắt ở tầm 100, 105, 110, tùy trường hợp. Có những lúc cắt lên đến 115, nhưng có những lúc cắt 90, 95, tùy vào súp nữa, tùy vào súp và tùy từng hệ thống nhá. Thì anh em cắt cốt sao cho nó chuẩn. Còn đâu nếu mà các bác mà mua phun dàn ở bên mình thì khỏi phải lo, bên mình setup sẵn rồi cho các bác đi làm. Đã lâu rồi từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã mang thương đau. Ta mới tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi, nguyện xin giữ những gì vẫn là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu. Từng lời nói, từng khung hát còn vang mãi. Đấy, phải nói cái mẫu này thì giá cực kỳ hợp lý, chỉ 14 triệu một cặp thôi. Đấy, và sang năm nay thì mình làm thêm cái mẫu lưới mới này cho các bác có thêm cái tùy chọn. Cái lưới mới là nhìn trông rất là đẹp này. Đấy, làm cái hình thang zig zag này cực kỳ đẹp, cực kỳ ok. Đấy, bên trong này thì các bạn ấy đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Những cái chiếc loa mà đo kiểm test xong rồi thì các bạn ấy sẽ lắp lưới nhé. Đấy, sẽ lắp lưới mà hoàn thiện, dán tem các thứ. Còn ở ngoài này thì đang lắp tép này. Đây này, còn cái họng tép được không? Nhấc nhấc cho Hiếu một cái họng. Cái họng này có dán tem rồi. Cái vừa nãy cái nào mà dán tem rồi. Đây này, ngoài này anh em đang lắp tép. Đấy. Nói chung là đến với DVH thì luôn luôn minh bạch về sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và cái chất lượng sản phẩm như nào, sử dụng củ loa như nào là mình rõ ràng luôn. Đấy, rõ ràng luôn thì các bác khỏi phải nghĩ. Đâu thấy không? Để ngồi soi vào đây. À đấy, có đầu đấy thì tháo ra cho. Đây. Đây thùng loa các bác nhìn này, nhìn cái thùng bên mình làm chắc chắn chưa? Làm cái thang ở trong nó như này, đây này, làm cái khung đỡ ở trong như này. Để cứ để dịch ra đang quay cái thùng nữa cho nó sáng ở trong. Đây này, nhìn này. Cái khoang giữa bát và tép này làm một cái thang như này này. Đây nó chống vòng xuống dưới như này. Chắc chưa? Nhìn như là cái lòng thuyền đấy. Ở đây cũng có thêm một cái khung nữa nó chống ở trong như này. Chắc chưa? Cái thùng như này nó cực kỳ chắc và không bao giờ lo nó bị rung nhá. Và đấy cũng chính là cái lý do mà tại sao cái mẫu này nó trường tồn như vậy đây nhá. Đây là tép của nó. Sử dụng một bát 30 Felix 2 tầng cung 100 và hai cái tem neo cung 44 các bác nhá. Hai tem neo này thì tiếng nó sẽ tươi, nó sẽ nhuyễn hơn là một tép 75. Tuy nhiên một số anh em mà thích choang choác thì có thể đánh một tép 75 được, nhưng mà bây giờ thì người ta hát hò nhiều, với cả tai người dân cũng tinh, rất là tinh tai rồi. Người ta bây giờ anh em đi show thích hai tép 44 hơn. Hai tép 44 này tiếng nó mịn, nó cực kỳ tươi. Đó. Đây, đấy, mình luôn luôn minh bạch về nguồn gốc cũng như xuất xứ của sản phẩm. Đấy. Giá chỉ có 14 triệu một cặp. 14 triệu một cặp nha. Đấy, bên mình hôm nay đang lắp 20 đôi, các bác bầu xô đặt rất là nhiều. Mai ngày kia là bắt đầu giao hàng rồi. Đây, quay lại cái đắp tuyến cho anh em xem. Với cái đắp tuyến như này thì cực kỳ dễ setup. Bảo sao cái lời này, đây là cái phần lời nó ở đây này. Cái phần lời nó như này, tép nó như này cơ mà, thì bảo sao cái tiếng xì xì, cái tiếng tơi tơi, lách tách leng keng nó rất là tốt nhá. Đấy, nhìn cái đắp tuyến như này thì không thể nào mà chê vào đâu được nữa rồi. Tại vì bên mình đã nâng cấp rất là nhiều, 6-7 lần nâng cấp phân tần rồi. Đó, sau gần ý năm phát triển, gần 5 năm rồi. Cái model này rất là trường tồn. Ngày xưa gọi là lai cong cánh chim nhá. À, dây cong cánh chim nhá. Đấy, bên này các bạn lắp vào trong rồi. 14 triệu một cặp. Và với cái số tiền các bác bỏ ra thì cái chất lượng nhận lại còn được nhiều hơn thế. Chất lượng các bác được nhận lại là được nhiều hơn là cái số tiền bỏ ra. Đấy, bát thì nó như kia, tép thì vừa lấy quay rồi. Hai cái bát này là hai tầng cung 100, đánh bất tử luôn. Các bác phải hiểu là cái công suất nó cực kỳ lớn. Đánh này chỉ sợ đánh chết giúp luôn, chứ còn không mấy khi đánh chết loa lời các bạn. Loa lời này thì nó siêu mạnh rồi. Các bác làm DJ hay là làm các thứ hát hò những cái sân mà nó rộng, cần cái áp âm của loa full nó lớn thì đấy, chơi cái dòng này giá cực kỳ hợp lý. Và áp âm thì siêu mạnh luôn các bác nhé. Áp âm thì siêu mạnh luôn, đấy là thoải mái mà vã.
Ok, để các bác quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho DVH Audio theo số hotline bên dưới màn hình nhá. Hoặc có thể qua trực tiếp DVH để trải nghiệm thực tế sản phẩm. Đấy, cái mẫu lưới mới 2024 này là mẫu lưới mới này, rất là đẹp này. Hình thang zigzag như này nhìn cực kỳ đẹp và ok luôn. Ok, đấy, xin chào và hẹn gặp lại các cô show thân mến nha.